Con tên là gì? Con mấy tuổi? 4 tuổi à? Thế là sau này con cố gắng học võ thì có về ăn khỏe không? Hả? Bố mẹ nói có ngoan không? Có nghe lời không? Rồi, tốt, nhớ nhá. Rồi. Con tên là gì? À, con Nguyễn Minh Sơn à? Con mấy tuổi? 4 tuổi à? Về con ăn mấy bát cơm? 4 ạ. Làm gì ăn khỏe thì 4 bát cơm á? À? Nói thật, trưa nay về thì ăn mấy bát cơm? Ăn 4 bát cơm ạ. À. Thì bố mẹ nói có nghe lời không? Đó rồi. Rồi. Con tên là gì? Con tên là Vũ Quân ạ. Con mấy tuổi? À, con học lớp ở đâu? Thế mục đích của con học võ để làm gì? À, để ngoan ra à? Rồi. Con tên là gì? Thứ? À, bố mà tên chính xác là tên là gì? Gia Bảo. À, Gia Bảo à? Con lên đai xanh rồi à? Con thuộc bài quyền gì? À, trường quyền à? Con đánh luôn bài trường quyền luôn. Con đánh luôn, mình đánh. Rồi. Đánh đi. Mạnh lên. Mạnh lên. Xin chào à. Còn đánh chắc nữa. Rồi, tốt. Rồi. Rồi. Tiếp tục đi. Các thầy đi. Rồi, thôi. Chú ý luôn. Đi vệ sinh à? Chạy nhanh. Ra thầy nhìn được rồi. Đi đâu? Chạy nhé. Hô lại, đi đâu? Hô như thế, chưa được, hô to lên. Đi đâu? Đi đâu? Chưa quên. To mạnh, to ràng, càng to càng tốt. Ai đánh được cá nhân thầy gọi luôn. Dạ. Ai đánh được bài quyền cá nhân bài nào cho đánh luôn gọi luôn.